Bây giờ đây xin mời Vũ Dịch. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn là như sau. Và các bạn chỉ có 5 giây nghe rõ rồi trả lời. Sau 5 giây ú à ú ớ là đi về. Ai ở dưới quăng phao nhắc bài, quăng tài liệu là cũng đi về. Có rõ chưa? Do you understand? Và bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Say me first. Xin mời bạn cầm micro bước lên. Bạn cho con hỏi câu này, đây là một định luật tự nhiên. 1 cộng 1 bằng 2 đó là mệnh đề không ai bằng cả. Vậy khi nào 2 cộng 2 bằng 6? 1, 2, 3, 4, 5. Bam! 1 cộng 1 bằng 2 đó là mệnh đề 2 cộng 2 bằng 6 thì làm quái sai. Lui cung, để lần sau. Và bây giờ xin mời bạn nhìn vẻ mặt rất là nghiên cứu về khoa học và câu hỏi dành cho bạn thuộc về lĩnh vực thể thao. Như bạn biết, ca cộng với đặc sản là một bóng đá hay còn được gọi là thể thao vua. Vậy bơi lội được gọi là gì? 1, 2, 3, 4, 5 Lội vỗ tay. Xin chúc các bạn nữ đó cho vui. Bóng đá được gọi là môn thể thao vua, còn bơi lội được gọi là môn thể thao dưới nước. Có ai bơi lên núi bơi không? Đó, nuôi xuống thế thôi, đơn giản ha, quen rồi ha. Thôi anh đứng đây, anh cho con hỏi câu này, anh có thường nghiên cứu về lịch sử hay không? Lịch sử anh không nghiên cứu thì Mo mới hỏi, anh giỏi rồi Mo hỏi làm gì? Anh cho Mo biết câu này, ở Trung Quốc có dạng Lý Trường Thành, vậy ai là người xây lên vạn Lý Trường Thành? 1, 2, 3, 4, 5 Ai? Hết giờ. Ai nói thơ hồn? Chính xác của chúng tôi đó là thợ xây. Ai nhắc bài? Nghe rõ ràng, cho anh một cơ hội. Bước bên đây. Tất cả đằng sau quay. Đây câu hỏi rất là khoa học. Anh cho con hỏi câu này, một chiếc tàu điện ngầm đi từ Sài Gòn về với Suối Tiên, cái đầu ở hướng Bắc, cái đích nằm ở hướng Nam, hỏi khói bay về hướng nào? 1, 2, 3, 4, 5 Hướng nào? Cái tay đó. Chúc mừng anh trả lời chất quốc má ơi. Tàu điện ngầm mà có khối. Trả đi vô ông thật. Ai trả lời sai đứng lui ra, để không kinh giảng được. Đứng lùi xuống, đứng lùi xuống. Anh có đúng không? Không đúng đúng không? Tôi mời người đúng. Mấy bạn, anh nghe rõ rồi trả lời, không có gì mày phạt hồi hộp. Con cá mập đẻ ra 12 cái trứng, tóc nhái ăn hết 3 trứng, thợ lặn đào hết 2 trứng, cua biển ba ba, cua bạch tổ quốc hết 1 trứng. Hỏi còn lại là bao nhiêu trứng? 1, cá mập không có đẻ trứng. 2, cá mập không có đẻ trứng. Giỏi, chỉ số IQ quá cao. Cá mập làm gì đẻ trứng, đúng không ạ? Cá mập đẻ là nguyên con. Không cần ngại ngần gì hết, di chuyển thẳng qua bên kia để mai tính. Và bây giờ còn ai trả lời chưa? Ơn rồi cậu đi rồi. Câu hỏi dành cho anh chức tập bình thường, hãy tự tỉnh mà nghe. Anh muốn câu hỏi khó hay câu hỏi dễ? Câu gì được, biết trả lời được đó. Bình tĩnh. Ronaldo. Ronaldo là một danh thủ nổi tiếng thế giới. Vậy Ronaldo muốn ghi bàn phải rút vào đâu? 1, 2 Cảm ơn. Vỗ tay quý vị, chính xác đó. Bình tĩnh trả lời nhanh, thường trả lời sai lắm mau. Ronaldo là muốn ghi bàn phải rút vào bóng. Anh đá vô bóng mình sao các bạn? Anh đá cầu môn có nhiều cái để đá vào được mà. Đá cái bóng cũng vô cầu môn được. Mắt mắt lên thường. Và
bây giờ câu hỏi dành cho anh như sau. Em bình tĩnh. Ngôi nhà xanh nằm ở hướng nam, ngôi nhà tím nằm ở hướng tây, ngôi nhà vàng nằm ở hướng đông, vậy ngôi nhà trắng nằm ở đâu? 1, 2, 3, 4 vỗ tay. Nhà trắng ở giữa là lên đường, nhà trắng là ở Mỹ. Nhà trắng là ở Mỹ. Ok, được chưa? Xin mời chị lên đây. Nhạc tí cấp 4 anh em, người thứ nhất tên Nam, người thứ hai tên Đông, người thứ ba tên Bắc, người thứ tư tên gì? 1, 2, 3, 4, 5 tên gì? Dạ tên tư, vỗ tay. Nhà tí có 4 anh em, ba thằng kia có tên, thằng thứ tư là tí. Được chưa? Còn ai sót không ạ? Còn ai còn sót không? Thôi được rồi, ok, tắt nhà. Hỏi một lát nữa là ra nước không? Tôi biết là bạn không phun. Quay bạn cầm video, quên bên đây. Bạn không phun, chúng tôi sẽ làm cho bạn phun. Bây giờ đây là trò chơi hỏi xoáy đáp xoay, lòng trả lời liền. Bạn lặp lại 10 lần những gì tôi nói. 10 lần những gì tôi nói. Và chúng ta hãy nghĩ đây là một câu hỏi tích cực. Đừng cố gắng bẻ ngược nó thành chiều hướng tiêu cực. Được không ạ? Bắt con cờ bỏ vô cặp, bớt con cờ. Bắt con cờ bỏ vô cặp, bắt con cờ bỏ vô cặp, bớt cờ nữa đâu. Bắt con cờ bỏ vô cặp rồi bớt con cờ. Ba bẻ người này nhanh nha. 1, 2, 3, vô. Bỏ vô cặp. Tặng quà, tặng quà mấy người. Hết giờ rồi, tặng quà.